Đó, các anh chị, những anh chị nào mà không yêu mình á thì là không, người khác, những người xung quanh sẽ không yêu mình đâu mà, và họ nghĩ là họ yêu, chỉ yêu chồng, yêu gia đình thôi, không có quan tâm tới đất nước, không có quan tâm tới những người xung quanh xa hơn gia đình mình, xã hội như thế nào đó, cộng đồng đang ra sao. Thì không thương thì đây là nhóm người ích kỷ các anh chị đâu mà, đã không yêu mình rồi mà gia đình mình cũng kệ rồi, kiểu như là đời con lo, đời bố mẹ lo, thì sao ạ? Thì trên hành trình của những các anh chị đó đi đến thành công đó, sẽ không có được sự hậu thuẫn của vũ trụ đâu các anh chị, bởi vì họ thiếu đi một trong những cái nhiên liệu để vận hành sức mạnh tiềm thức và lực hấp dẫn của mình. Nên là Thư vừa nói với các anh chị đó, Thư nói, Thư có chia sẻ anh chị trong cái livestream ngày hôm qua, đó là cái sự cống hiến các anh chị, nhưng mà đa số phụ nữ Việt Nam mình á thì hay bị là hy sinh các anh chị. Thì trong những ngày sau, tôi sẽ giúp cho các anh chị thay đổi lại cái niềm tin thành niềm tin của người giàu, niềm tin của người giàu khác với niềm tin của người chưa giàu như các anh chị, để mà giúp các anh chị cài đặt lại anh chị ha. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất để cài đặt lại niềm tin mới, đó chính là chúng ta phải thông qua việc lặp đi lặp lại nó mỗi ngày, thì nó mới giúp các anh chị cài đặt lại những cái niềm tin mới được, lặp đi lặp lại mỗi ngày anh chị nha. Nhưng quan trọng đó phải là niềm tin của người giàu, thì anh chị cài vào suy nghĩ của mình á các anh chị cài vào suy nghĩ của mình rồi, hành động của anh chị mới thay đổi và kết quả của anh chị mới thay đổi được. Đó, khi kết quả của anh chị mới thay đổi được, khi mà cảm xúc của anh chị, tại vì anh chị phải hiểu là niềm tin của giàu quá, anh chị cài đặt đó là suy nghĩ và công thức của người thành công ha các anh chị ha. Suy nghĩ thì dẫn đến cảm xúc dẫn đến hành động, và khi cảm xúc của anh chị thay đổi rồi, hành động của anh chị thay đổi, thì kết quả anh chị mới thay đổi được. Thì có bao nhiêu anh chị tham gia vào những học tập của mình, thấy buổi sáng đó là được luôn được đọc 17 tư duy triệu phú nè, rồi tối cũng đọc, mình trưa cũng đọc 17 tư duy triệu phú thằng thằng mentor tôi đi ạ. Thì có một số anh chị hay thắc mắc là ủa sao đọc hoài vậy, đọc hoài luôn, đọc đi đọc làm gì vậy? Để niềm tin của chúng ta các anh chị phải hiểu, để thay cài đặt lại niềm tin của chúng ta, anh chị phải hiểu là cái đọc đó, làm một cái việc gì á hay là một cái hoạt động hành động gì đó là đều có chủ đích hết, không có gì tự nhiên, cũng không có thừa ha các anh chị nha, mà hoàn toàn là những cái điều cần thiết nên là mới làm đi làm lại. Thành công á là hành trình, nó không phải là đích đến các anh chị ha. Thành công nó không phải là sau một đêm anh chị nha, là một hành trình anh chị, là khi mà chúng ta tuyên bố là chúng ta đang áp thị chính mình, lặp đi lặp lại thành công nha các anh chị, lặp đi lặp lại niềm tin của những người thành công, đó chính là quy luật niềm tin. Tức là từ nay về sau hãy tin những gì giúp cho mình giàu lên, khỏe mạnh, hạnh phúc, còn những cái niềm tin mà đến từ suy nghĩ ở bên trong mình đó, hay là người khác áp đặt cho mình đó, mà những cái niềm tin đó không có giúp cho mình thành công á. Những niềm tin đó nó không giúp cho mình thành công á các anh chị. Mình cảm thấy áp lực á, không thấy hạnh phúc thì đừng có tin anh chị ha, và đừng có cho nó vào đồ mật. Anh chị hãy nói một cái câu mà để bảo vệ mình như sau: tôi là thủy thủ, tôi an toàn, tôi làm mọi việc thành công bằng sức mạnh tiềm thức. Và hay là mình nói ngược lại với cái ý mà người ta ám thị cho mình nói thầm, nói ở bên trong mình các anh chị ha. Ví dụ nếu như một người nói mà nhà mình không có giàu, người ta nói là nhà không có giàu gì á, thì mình nói lại tôi thủy thủ, tôi an toàn, tôi siêu giàu.
Bao nhiêu trong số các anh chị hiểu các quy luật số 1 rồi thì comment số 1 đi ạ. Rồi bây giờ mình đến quy luật số 2 các anh chị. À, quy luật số 2 đó chính là quy luật tác động phản ứng. Các anh chị ha, quy luật tác động phản ứng là sao? Mỗi suy nghĩ, lời nói, cảm xúc đều tác động vào tiềm thức của mình. Và phản ứng có nghĩa là đáp ứng cái điều mà anh chị tác động. Thường nhắc lại quy luật tác động phản ứng ha các anh chị, mỗi lời nói, suy nghĩ, cảm xúc, hành động là một tác động đối với tiềm thức của mình. Tiềm thức của mình sẽ phản ứng lại các anh chị ha, phản ứng lại với cái điều mà vừa tác động. Anh chị tác động qua đâu ạ? À, anh chị có thể tác động qua lời nói, hành động, hay là anh chị tác động qua những cái ám thị ngoại vi mà anh chị tin nó là sự thật, thì nó cũng tác động vào tiềm thức của mình. Và tiềm thức của anh chị ngay lập tức thu hút những cái nguồn lực đến với các anh chị. Nguồn lực có thể là con người mới, những cái kiến thức, những cái năng lực mới hai các anh chị, hay là có thể là những cái công cụ mới. Nói chung là mang cho các anh chị những cái nguồn lực thông qua việc là anh chị ráo định, cho dù điều đó là điều tích cực hay không. Anh chị để ý cái chỗ này nha. Thì nó vẫn xảy ra các anh chị nha. Tức là tiềm thức của anh chị nó không có phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đẹp, cái nào là tốt đẹp, cái nào không tốt đẹp, cái nào tích cực hay không tích cực. Miễn là anh chị tác động luôn, tác động đi tác động lại hoài, thì tiềm thức cùng một điều, tiềm thức nó sẽ tin cái điều đó và nó đi thu hút nguồn lực để thực thi cái điều đó cho các anh chị. Hoặc là người khác tác động anh chị đi nhưng mà anh chị tin, thì tiềm thức nó cũng bị thực thi cho anh chị luôn đó. Nên sao ạ? À, khi mà ứng dụng các anh chị phải để ý cái điều này nha. Khi mà ứng dụng sức mạnh tiềm thức là phát dở, anh chị phải để ý cái điều này, đó chính là khi mà anh chị thấy cái cuộc sống của mình á, hay là cuộc sống bên ngoài của mình á, mà nó có những điều chưa thuận lợi nó xảy ra, thì Thư chia sẻ với các anh chị á là anh chị có một cái anh chị có thể nghe qua cái câu chuyện này ha. Đây là cái câu chuyện của Thanh Tú ha các anh chị ha, là thời điểm trước á, lúc nào á, Thanh Tú ở bên ngoài cũng gặp rất là nhiều chuyện chưa thuận lợi luôn, những cái điều gọi là không được thông suốt luôn các anh chị. Thì sau thời gian mà phát triển và ngày càng tiến bộ và giống như là bậc thầy sức mình tiềm thức rồi các anh chị, thì Miss Thanh Tú đã hiểu ra là được là cái thời gian đó và đã học được cái cách là những khi mà bên ngoài mình nó toàn là những chuyện không như ấy thì sao, bạn phải ngay lập tức quay về bên trong của mình các anh chị, vì biết được là à chắc là dạo này á, là đang tập trung vào cái những cái điều mà nó không tích cực rồi nên là mới hút mấy cái chuyện không tích cực đến. Và ngay lập tức á, là phải kiểm tra lại các anh chị, xem lại là năm cái giác quan của mình á, trong những ngày vừa qua là mình thấy gì, đọc gì, nghe gì và nói chuyện với ai, nghĩ về điều gì, y như rằng toàn là những cái điều không tích cực luôn các anh chị. Nên là Thanh Tú á, ngay lập tức hiểu là à, trong những ngày vừa qua là đã để cho năm giác quan đi chơi rồi, để cho nó tiếp xúc với cái điều gì đó mà nó không tốt, không tích cực, nên là mới biểu hiện ra bên ngoài bằng cách là tiềm thức của chúng ta chị sẽ phản ứng ngay bằng cách là biểu lộ ra những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Chứ chúng ta không có như lúc trước anh chị là chúng ta đổ lỗi. À, hồi trước với sinh tố của anh chị cũng rất là hay đổ lỗi, không có hiểu cái gốc rễ đến từ đâu nên là gặp những cái điều mà không thuận, không tích cực đó. Các anh chị là thói quen là hay đổ lỗi cho các hoàn cảnh bên ngoài, đổ lỗi cho cái sự việc này do sự việc kia, rồi nên thành ra là không có vừa ý và không không có đúng ý luôn, nên không có cảm thấy là vừa ý, không có thuận theo ý mình. Rồi ý là do người này người kia, do thời tiết, do ông trời, do chính phủ, do nền kinh tế, toàn là do rất nhiều các anh chị, nhưng mà không bao giờ
nghĩ là do mình hết anh chị. Nhưng mà đến khi mà học về sức mạnh tỉnh thức và luật hấp dẫn rồi thì cái sự thật á các anh chị là không phải do ai hay là do cái gì ở bên ngoài hết anh chị, mà là do tâm trí của mình các anh chị, do tâm trí của mình các anh chị. Bởi vì cái gì á có ở bên trong thì mới có ở bên ngoài, không có cái gì ở bên trong thì không thể nào mà bên ngoài nó có được. Nên đó là chân lý và là quy luật bất biến của vũ trụ các anh chị. À, năm nay á, một số anh chị á, đổi thừa á, là cho nền kinh tế á, là anh chị không đúng rồi á, được không ạ? Nên là nếu anh chị cứ đổ lỗi cho cái cuộc sống của mình dạo này nó cứ thế này, nó cứ thế kia, không thuận lợi, thì các anh chị hãy quay về bên trong của mình làm chị ngon. Anh chị hãy kiểm tra lại xem là trong cái thời gian vừa qua là có phải anh chị tập trung vào những cái điều mà nó không tích cực không? Và khi mà thôi kiểm tra mình xong á, các anh chị Thư cũng có gặp những cái việc này nha, cũng gặp cái trải nghiệm này luôn. Thì khi mà đến câu lạc bộ mình đã biết cái cách để mình vượt qua nó rồi. Và tiếp tục với câu chuyện của Miss Thanh Tú các anh chị đó, khi mà Miss Thanh Tú đã có học về sức mạnh tiềm thức, học về luật hấp dẫn rất là nhiều rồi và đã biết được rồi, đã biết được các phương pháp rồi, khi mà gặp những cái chuyện ở bên ngoài nó không thuận mà nó liên tục vậy đó, anh chị, thì mình phải sao ạ? À, phải quay về bên trong ngay lập tức anh chị, thay đổi ở bên trong và bắt đầu là bảo vệ năng nhất của em của mình, bắt đầu là tập trung vào cái lòng biết ơn nhiều hơn các anh chị, biết lòng biết ơn nhiều hơn mà chúng ta tập trung, và Miss Thanh Tú tập trung vào những điều tốt đẹp tích cực hơn, và khi ở bên trong bắt đầu chuyển đổi thì ở bên ngoài anh chị biết, khi mà bên ngoài mình nó đang tập trung vào những điều không tích cực á, thì mình sẽ chuyển sang tập trung vào yêu thương, biết ơn, tích cực thì mọi chuyện sẽ được lưu thông các anh chị học. Đâu mà đây chính là phương pháp các anh chị ghi lại nha. Mọi việc ở bên ngoài mình nó đang từ lưa hết á, nhưng mà khi mình xoay chuyển ở bên trong, tập trung vào cái điều tốt đẹp và tích cực thì mọi chuyện ở bên ngoài nó sẽ được lưu thông hơn. Nên là anh chị nào mà thấy trong cuộc sống của mình nó dạo này nó hơi sao sao, có gì đó mà không hài lòng, nó hơi bồn chồn, nó hơi khó chịu, nó không có được vui, không như ý mình, nó không thuận lợi, thì hãy quay về ở bên trong mình kiểm tra lại, kiểm tra xem là năm giác quan của mình anh chị ha, xem trong những ngày vừa qua các anh chị đang nghĩ gì, nhìn gì, nói gì, xem thấy điều gì, anh chị tập trung vào điều gì, thì anh chị sẽ nhận ra được rằng đó là à, hôm nay mình nghĩ những cái điều không tốt và mình nói chuyện với những người không tích cực. Theo anh chị nha, thưa hỏi các anh chị nha, nếu như mà anh chị muốn thu hút được ong bướm thì chúng ta phải dùng gì để thu hút vào anh chị? Mình dùng mật ong hay là đường để thu hút các anh chị ha, để thu hút được ong bướm. Thì đó là quy luật của vũ trụ các anh chị. Quy đó, luật hấp dẫn các anh chị ha. Vậy nếu như mà anh chị mong muốn thu hút những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực đến với cái cuộc sống của mình đó, vậy anh chị sẽ thu hút nó bằng cách nào? À, đó chính là mình hãy tỏa hương thơm lên các anh chị. Để thu hút những điều tốt đẹp, tích cực đến với mình, anh chị phải là người tỏa hương thơm. Nhưng mà nhưng mình tỏa hương thơm không có nghĩa là mình lấy mật ong mình chết người các anh chị ha. Hay là mình lấy dầu thơm mình xịt khắp người đâu các anh chị nha. Mà anh chị tỏa hương thơm bằng cái sự đức hạnh của mình đó. Mình đi đâu ai cũng nói mình là người đức hạnh, mình đi đâu ai cũng yêu quý mình, ai cũng khen ngợi, ai cũng yêu mến mình đó các anh chị. Hương thơm của mình sẽ tỏa ra muôn nơi các anh chị. Vậy thì đức hạnh ở đây là các anh chị tập trung vào những điều tích cực tốt đẹp, luôn nói những cái điều tốt đẹp tích cực đó, mà anh chị cũng muốn nghe những cái điều đó, mà anh chị không ai mà không nghe những điều, không ai thích nghe những điều mà không tích cực vào sáng sớm hết đó. Không ai thích nghe những cái sự kể lể đâu anh chị, những cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, anh chị hãy tập trung vào những điều tích cực đổi mặt thì tâm sinh tướng, tự nhiên ở bên ngoài anh chị cũng đẹp ra luôn, cái gì anh chị nó cũng tích cực hết cái anh chị, cái điều gì nó cũng tích cực luôn, và những cái điều tốt đẹp là tiền bạc là sẽ chảy vào túi của anh chị một cách dễ dàng.
À, cứ bảo vệ năm cái giác quan của mình, tập trung vào những điều tốt đẹp các anh chị nha. Anh chị sẽ thấy là mọi thứ ở xung quanh của mình nó cũng chỉ toàn là những cái điều may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, đủ đầy và những cái sự sung túc. Còn nếu bên trong mình á, mà nó có mùi cái mùi ngược lại với mùi thơm á, là tối ngày mình cứ suy nghĩ những cái điều không tốt về người khác, mình cứ phán xét người khác, rồi mình khen không thấy khen mà mình còn nói những cái điều mà mình chê người ta không à, người ta thế này thế rồi thế kia rồi thế nọ, rồi ghen tị tham lam, mình sẽ không thu hút được những cái điều tốt đẹp đến với mình đâu các anh chị nha. Mình không thể nào mình đòi thu hút những cái điều tốt đẹp trong khi mình suy nghĩ những cái điều không tốt đẹp. Mình chỉ thu hút những điều tương ứng thôi các anh chị, chứ không thể nào thu hút được những cái điều tốt đẹp đâu anh chị. Khi mà các anh chị, đây là quy luật của vũ trụ rồi, dù anh chị có tin hay là không tin, biết hay không biết thì điều đó nó vẫn đang xảy ra. Nếu anh chị ứng dụng đúng, anh chị tập trung vào những điều tốt đẹp và tích cực thì anh chị thu hút những điều tốt đẹp và tích cực. Còn anh chị tập trung vào những cái điều không tốt đẹp thì anh chị thu hút những cái điều không tốt đẹp. Bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu cái điều Thư vừa chia sẻ, comment số 1 thì anh. Nên là từ bây giờ chúng ta phải làm chủ được chính mình, thu hút được bên ngoài. Rồi để thu hút được những cái điều bên ngoài, anh chị phải tập trung vào những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp, hành động tốt đẹp, à đúng không ạ? Và chỉ anh chị mới làm chủ được suy nghĩ của mình thôi, chỉ có anh chị mới là người làm chủ được cảm xúc của mình, chỉ anh chị mới là người làm chủ được hành động của mình. Nên Thư nói với các anh chị á, có một điều là đừng có nhìn những cái điều bên ngoài làm gì hết á. Chúng ta chỉ cần quan sát chính mình thôi, quan sát từng lời nói, từng suy nghĩ, từng hành động của mình, để mình làm chủ chính mình, làm chủ được cuộc sống của mình. Và bao nhiêu trong số các anh chị cũng muốn rằng mình tỏa hương thơm thì mình comment số 2 với các anh chị nè. À, hương thơm thu hút những cái điều tốt đẹp các anh chị nha, không phải là những cái điều ngược lại. Vậy thì chúng ta hãy tác động vào tâm thức của mình những điều tốt đẹp, à làm chủ suy nghĩ của mình, làm chủ lời nói của mình, hãy nói những điều, những cái lời mà mình tốt đẹp như các anh chị học. Chỉ nói những điều tốt đẹp, chỉ nói những lời tích cực thôi, những lời mà nâng đỡ chính mình và nâng đỡ người khác các anh chị ha, có tác dụng khích lệ đó. Chứ nói những lời mà cùng nhau đi lên, chứ đừng có nói cái lời mà để chính mình đi xuống hay là người khác đi xuống, được không ạ? Anh chị hiểu ý không ạ? À, tức là trước khi chúng ta nói hãy uống lưỡi 7 lần các anh chị ha, uống lưỡi liền 7 lần trước khi nói các anh chị ha. Nếu như mà nhà của mình á, nếu như mà mình á thấy mình chuẩn bị nói ra những cái lời mình chói tai các anh chị, không phải là lời lời vàng ý ngọc á các anh chị ha, thì mình đừng có nói ha các anh chị. Nói những cái lời như là chúc phúc nó cho người ta, giúp cho mình vui vẻ và người khác cũng vui vẻ hạnh phúc á, thì mình hãy làm. Còn nếu ngược lại thì đừng ha các anh chị ha, đừng làm, đừng nói như vậy các anh chị. Không nói những cái điều chị, tức là anh chị sẽ nói những cái điều tốt đẹp cho chính mình và cho người khác. Tập trung vào những cái điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đến với mình, được không ạ? À, đó chính là quy luật số 2, quy luật tác động phản ứng. Anh chị tác động cái gì thì tiềm thức sẽ phản ứng ngay lập tức với những cái tác động phản ứng đó. Anh chị tác động với những điều tích cực thì tiềm thức sẽ phản ứng những điều tích cực, được không ạ? Anh chị sẽ thu hút được những cái điều tích cực đến với mình. Còn nếu anh chị tác động những cái điều không tích cực thì ngay lập tức những cái điều không tích cực nó sẽ đến các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. À, rất là biết ơn các anh chị đã dành thời gian để đồng hành cùng Thư trong cái livestream ngày hôm nay. Và các anh chị hãy ôm lấy chính mình, hãy công nhận chính mình và hãy khen chính mình các anh chị ha, vì các anh chị rất là tuyệt vời, rất là xứng đáng sự thành công và giàu có đã lựa chọn phát triển mình lên mỗi ngày tiếp thêm một
tiếp nạp thêm một chút kiến thức để nâng cao giá trị của mình, nâng cao tư duy của mình, nâng cao cái thế giới quan của mình, mở rộng tầm nhìn của mình. Các anh chị hà, làm cho não bộ mình linh hoạt hơn, rất là tuyệt vời. Các anh chị hà Thư xin chúc mừng cho các anh chị nha. Các anh chị nhớ, hôm nay 20 giờ là sẽ có buổi chia sẻ trực tiếp từ Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú, là người tạo ra bộ công thức mà Thư đang chia sẻ với các anh chị nè. Thì cái buổi mà Miss Thanh Tú chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Các anh chị hãy liên hệ ngay người bạn của mình hoặc là liên hệ Thư để được hướng dẫn tham gia vào cái buổi 20 giờ. Các anh chị hãy cho phép mình gặp gỡ người thành công, học từ người thành công và có kết quả thành công các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.